Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những huyền thoại của lịch sử hiện đại Việt Nam. Tên tuổi của ông đã gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm, ông đã góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với người dân Việt Nam. Và sau đây, qua những hồi ức của những người đồng đội, những người đã từng tiếp xúc trực tiếp với Đại tướng, chúng ta phần nào hiểu thêm được về một con người vĩ đại vẫn được gọi bằng cái tên thân mật Anh Văn. Ngày 28 tháng 5 năm 1948, Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng, vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm ấy ông 37 tuổi. Trong cuộc đời cầm quân của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dẫn dắt đội quân cách mạng mà khởi đầu chỉ là 34 chiến sĩ với súng kíp, chân đất, lớn lên thành một đội quân thiện chiến, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với tài thao lược của ông, tất cả đội quân hùng mạnh và bậc nhất thế giới đã phải chấp nhận thất bại khi xâm lược Việt Nam. Lần này Điện Biên Phủ đấy, chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. Thế nhưng mà tại chiến trường này thì đánh nhanh thắng nhanh không ổn, mà lại là phải đánh chắc tính chắc thì mới giành thắng lợi. Dám quyết định như vậy, mà đồng chí chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Bác Hồ, và chúng ta đã thắng lợi rực rỡ. Nghệ thuật quân sự, cái nền quân sự độc đáo của Việt Nam được hình thành trong đó, có công lao rất lớn của đồng chí Võ Nguyên Giáp. Và ảnh hưởng của đồng chí đó không những trong nước, thì người ta là từ người già cho đến các cái trẻ em các thứ đó, người ta vẫn nói là đại tướng nhân dân, và trên thế giới người ta vẫn ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những cái vị tướng lừng danh ở cái thế kỷ 20. Trung tướng Hồng Cư có rất nhiều kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông là khi ông nhận được hai bức điện, cũng là hai mệnh lệnh được truyền đi từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Giặc Pháp nhảy dù Bắc Cạn, thì buổi trưa hôm ấy có một sĩ quan Bộ Tổng Tham mưu mang lệnh đi ngựa đến tận nơi giao cho tôi và đồng chí tiểu đoàn trưởng. Đọc lên ấy, thì cái lệnh có mỗi một câu thôi: tiểu đoàn 42 sống chết với con đường Bình Ca Thanh Nguyên. Tôi mang cái lệnh đi đọc cho các chiến sĩ, mà chiến sĩ lúc giờ thì sốt rét nhiều lắm, là vì mới ở thủ đô lên mà. Thì đọc một cái tất cả chiến sĩ đứng dậy hết, run tay cầm súng đi ra mặt trận. Một lần thứ hai là ngày 7 tháng 4 năm 1975, tôi nhận được một cái lệnh thần tốc, táo bạo hơn nữa, sốc tới mặt trận giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Đọc một cái lệnh như thế mà có thể nói là nó động viên chúng tôi, và nó như là chắp cánh để bay vào giải phóng miền Nam vậy. Thì lúc này không phải là những chiến sĩ sốt rét nữa, mà đây là từng binh đoàn và sẵn sàng chiến đấu, ngồi trên xe đọc một cái lệnh cái thì anh em hoan hô đại tướng quyết chiến và toàn thắng. Cái ấn tượng ấy đến bây giờ tôi không thể quên. Ngoài tài thao lược quân sự thì tính nhân văn trong phong cách cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khiến ông trở thành huyền thoại. Ông không bao giờ chấp nhận một chiến thắng phải trả giá bằng quá nhiều xương máu chiến sĩ. Năm 2004, khi trở lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nước mắt ông đã chảy khi viếng thăm đồng đội của mình. Trong cuộc phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đạo diễn người Pháp Daniel Rousseau khi thực hiện bộ phim tài liệu Cuộc chiến giữa hổ và voi đã nói rằng ông đang nói chuyện với một con người vĩ đại, con người đã làm thay đổi lịch sử của dân tộc Việt Nam và cũng là một phần của thế giới. Nhân dịp này, ngài có gì nhắn nhủ không ạ? Tất cả mọi người cần đồng tâm hiệp lực, chiến đấu cho hòa bình. Cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho quyền được sống, quyền được hạnh phúc. Và cho chủ quyền thực sự của mỗi quốc gia. Hãy chấm dứt những mối hiểm họa rình rập trên đầu từng dân tộc. Nếu ngài có thể quay ngược trở lại, thì ngài sẽ không lặp lại điều gì ngài đã làm. Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình, từng ngày, từng giờ, từng phút, để mà phục vụ Đảng và nhân dân Việt Nam.
Tôi chẳng hối tiếc gì cả.